Trọng Nghĩa cảm ơn khán giả với tiếp tục giữ màn hình của Vicao Television. Vừa rồi là một số thông tin thương mại của các cơ sở bảo trợ và hệ thống của Vicao TV. Và trước khi bước sang với phần thứ hai của bản điểm tin trong ngày do Trọng Nghĩa trình bày, trong ngày thứ sáu hôm nay 15 tháng 7 2022, thì quý vị, chương trình điểm tin trong ngày hôm nay được bảo trợ bởi OC Capital Homes. Đây là một công ty tài trợ, tái tài trợ địa ốc do Hoàng Hoàng Lê điều hành, với số điện thoại của Hoàng Hoàng Lê là 714-290-1755, 714-290-1755. Hoàng Hoàng Lê là một broker với trên 22 năm kinh nghiệm. Cô điều hành OC Capital Homes cũng là một direct lender, cho nên bảo đảm phân lời rất thấp. Khi quý vị cần refinance với cash out, hoặc quý vị muốn tìm mua một căn nhà, hay list căn nhà quý vị đang có, xin hãy nhớ số phone sau đây để gọi làm hẹn gặp Hoàng Hoàng Lê. 714-290-1755, 714-290-1755. DRE License Number về địa ốc của Hoàng Hoàng Lê là 0137-0402. Chương trình cũng được bảo trợ bởi Malaysia Outlet. Mời quý vị theo dõi phần thông tin của Malaysia Outlet ngay sau đây. Tin vui, bắt đầu từ tháng 4 này, Malaysia Outlet sẽ bắt đầu mở cửa mỗi thứ bảy và mỗi chủ nhật từ 10 giờ sáng. Đến với Malaysia Outlet, quý vị sẽ tìm thấy vô số đồ trang trí về nội thất cũng như nhiều mặt hàng gia dụng khác nhau với chất lượng cao mà giá thì rẻ không ngờ. Mời quý vị ghé qua Malaysia Outlet, chắc chắn quý vị sẽ tìm thấy được một món hàng mà quý vị yêu thích và đang tìm kiếm từ bấy lâu nay. Malaysia Outlet tọa lạc tại 7500 Suzy Lane, thành phố Westminster, nằm trên đường Hoover giữa Westminster và Hazard. Điện thoại 714-290-5902, 714-290-5902. Malaysia Outlet kính mời. Và đó là phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị, phần bảo trợ. Và sau đây xin mời quý vị bước sang với phần thứ hai của bản điểm tin trong ngày do Trọng Nghĩa trình bày với các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ. Mức lạm phát ở Hoa Kỳ tăng cao và chưa có dấu hiệu sẽ giảm. Sau nhiều năm trầm lắng, lạm phát hiện đã quay trở lại với tốc độ chóng mặt trong bối cảnh thiếu hụt lao động và nguồn cung cấp, dù cho nền kinh tế đang có nhu cầu hàng hóa và dịch vụ. Trong thời gian 12 tháng, kết thúc vào tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng do chính phủ công bố đã tăng vọt lên 9.1%, là mức tăng hàng năm nhanh nhất kể từ 1981. Giá nhiên liệu thì tăng gần 42% trong 12 tháng qua, lạm phát tăng đến 5.9% trong năm qua. Người tiêu dùng chịu ảnh hưởng từ lạm phát hàng ngày. Giá xăng tăng 61% trong năm qua. Trang phục nam giới thì tăng 25%. Vé máy bay tăng 34%. Giá trứng tăng 33%. Xúc xích tăng 14%. Hoa Kỳ từng chịu cảnh lạm phát tồi tệ hơn như vậy, nhưng đó là việc của hàng thập niên trước đây. Còn trong nhiều tháng qua, ông Powell và nhiều người khác chỉ xem lạm phát cao là hiện tượng nhất thời khi nền kinh tế phục hồi sau đại dịch nhanh hơn là dự đoán. Tuy nhiên, giờ đây thì các nhà kinh tế đều dự trù lạm phát sẽ tiếp tục gia tăng mạnh sau năm nay. Vì vậy, Fed đổi hướng thực hiện hạ cánh mềm, tức là làm chậm nền kinh tế, đủ để kiềm chế lạm phát nhưng không gây suy thoái bằng các đợt tăng lãi suất. Nhìn tổng thể, nền kinh tế hiện tại có vẻ vững mạnh với thị trường việc làm ổn định và tỷ lệ thất nghiệp thấp. Nhưng nhiều nhà kinh tế cảnh báo việc Fed thắt chặt tín dụng có thể sẽ dẫn đến vấn đề suy thoái. Việc phục hồi quá nhanh cũng tạo ra vấn đề. Khi đó, doanh nghiệp đột ngột phải hoạt động lại để có thể đáp ứng nhu cầu. Họ không tuyển đủ người, cũng không có đủ nguồn cung cấp hàng hóa. Đồng thời, các cảng và bãi vận chuyển không thể giải quyết kịp lượng hàng hóa, kéo theo chuỗi cung ứng toàn cầu bị tắc nghẽn. Nhu cầu tăng và nguồn cung cấp giảm, đẩy chi phí tăng vọt. Do đó các công ty phải đẩy giá lên cao.